mà tao muốn tôi về cổ xương không nè, bà mười nè, bà bảy nè, bà tư nè, ý là nè mà năm về xương không à, cái đùi giờ không còn gì đó. Chắc tao hiểu mày á, mày mua cái bạc xà dương á, cậu út tao chỉ mua. Nhắn qua quên rồi. Quên rồi. Giờ con ghé cậu út cái vậy. Hả? Dạ. Dạ. Út nhắc rồi. Lúc trước là bả có da có thịt chứ luôn á. Dạ. Bớt dữ lắm rồi, ăn được rồi. Lúc con về đây á, con về đây chơi nha. Thấy bả thấy cơm bả ói là con kêu xe tức tốc đi bệnh viện liền. Có đồ về dữ lắm nè. Về đâu có chỗ về đâu rồi. Rồi bây giờ có thể chờ nào mà cho phải về ngày không? Không có cho luôn. Cho luôn ạ. Tịch thu luôn. Mốt có thăm nó gì dưới thăm. Ai dưới đường đâu mà đi. Định vị toàn cầu. Nếu mướn người là mướn người lo luôn. Ở dưới mướn có một thanh niên lực sĩ vậy nè, lo hết. Lo cho ông bà nấu cơm ăn uống thì coi lương. Có ông con mướn người luôn. Dạ. Đi. Con về ạ. Tới. Về nha, cái này bệnh này là Tùng nó rủ, thằng Tùng nó rủ ghé nhà cậu Út tí xíu. Ghé cậu Út tí xíu. Dạ dạ. Không, đi về dưới luôn, có ai cũng ảnh đâu. Dạ dạ, rồi, đây nha. Cảm ơn nha. Mẹ ra chú rồi về. Rồi về, về mười ơi. Nhỏ hơn nhỏ. Vậy cứ vậy.